Xin chào các em nhỏ. Tôi chính là một phụ huynh khó tính. Con của tôi nó rất là thích mua cái đuôi nàn tiên cá của cái thần người cá Ti Uồn. Và tôi là không có thích con tôi là trở thành người cá nếu mà nó không chịu nghe lời của tôi. Và nó học dở là tôi không có hài lòng. Bởi vậy, tôi chưa có hài lòng về con của mình cho lắm. Nếu con của tôi ngoan thì tôi sẽ tặng đuôi nàn tiên cá cho con của tôi. Ba ơi, con muốn mua đuôi tiên cá. Ngày nào con cũng xin ba mua đuôi nàn tiên cá là sao vậy? Cái đuôi nàn tiên cá có gì đâu mà con cứ xin hoài. Nó đẹp nhưng tôi muốn biến thành tiên cá, người tiên cá. Nhưng mà con có chịu nghe lời ba đâu mà ba mua đuôi nàn tiên cá cho con. Nghe mà. Vậy thì bây giờ con nói con nghe đúng không? Con đi rửa chén cho ba đi. Ok. Donut ơi, Donut ơi, dễ thương quá, Donut ơi. Ôi, Donut mất cỏ kìa. Cái gì vậy? Rửa chén xong rồi. Con làm cái gì mà rửa chén lẹ dữ vậy? Rửa chén nhanh. Đâu? Ồ, nhanh thiệt. Vậy thì con hãy đi quét nhà cho ba đi, nhà dơ quá. Ok. Mèo lông đổ rụng tùm lum hết trơn à. Rồi sao bữa nay con của tôi ngoan dữ vậy ta? Kêu đi rửa chén là rửa liền, kêu đi quét nhà là quét liền, đâu có giống như mọi hôm đâu nhỉ? Thật là kỳ lạ. Donut dữ thương quá, Donut ơi. Xong rồi. Cái gì quét nhà xong luôn rồi hả? Đúng rồi, đừng đi. Chà, nhà sạch sẽ quá vậy ta. Good. Bữa nay con gái của ba thiệt là ngoan. Ê, nhưng mà bữa nay học bài xong hết chưa? Chưa. Vậy thì hãy đi học bài đi. Ok. Nếu mà không học bài xong là ba khỏi cho chơi gì luôn đó nha. Đương được ơi, dễ thương quá. Trời ơi, sao râu của Tiêu giống donut, lông của donut quá nè. Đó, donut đẹp quá. Trời ơi, dễ thương, dễ thương. Nhanh đi. Cái gì làm bài nhanh dữ vậy? Mới đây làm bài nguyên một sắc luôn rồi hả? Đúng rồi. Trời ơi, còn viết một bài thơ dài mấy trang luôn đó hả? Ồ, con của ba hôm nay giỏi quá. Được rồi, ba sẽ suy nghĩ lại việc mua đuôi nàng tiên cá tặng cho con. Giờ đây cũng chính là món quà mà ba đã chuẩn bị dành sẵn cho con đây. Hai chiếc đuôi nàng tiên cá này. Đuôi cá. Đúng rồi. Chiếc đuôi nàng tiên cá này có thể giúp cho con giải trí sau những giờ học tập mệt mỏi và giúp cho con có được sức khỏe tốt, ăn no, chóng lớn, chân dài giống ba nha.